Bác Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả các anh em diêm thân. Thì hôm nay Quốc Hùng lại lên tiếp tục cho tất cả bác là một con Diebot 1008 series 6 nha. Đấy. Diebot 1008 series 6 thì bên em luôn có sẵn nhà để phục vụ cho tất cả bác. Thì em lên con nào thì các bác chốt con đó thì em gửi đúng con đó cho tất cả bác luôn. Đấy, thì mỗi con lên thì em đều có thông báo số series cho tất cả bác để các bác tham khảo. Thì con này có số series là 012 nha, 012. Về dòng này thì về chất âm của nó thì nói chung là các bác khá là hiểu rồi. Thì dòng bốt thì chất âm nó cực kỳ là hay, tiếng bass chắc, tiếng trống rất là chắc và nghe rất là uy lực. Đấy, các bác ghép vào những đôi lò Zibler hoặc là những cái đôi lò full thì cái dãy bass nó ra rất là đẳng cấp luôn. Chép sáng tiếng của nó thì bảo đảm với tất cả các bác là hơn crowd rất là nhiều. Hơn crowd cực kỳ là nhiều nha. Về cái con này nếu mà các bác so sánh với những cái dòng đổi crowd 2004 thì con này nó anh đức luôn về phân khúc tầm giá cũng như là tầm giá của nó thì nó chỉ đâu lanh quanh đó là bằng một con 1202 của Crown thôi. Nhưng mà chúng ta phải so sánh nó với 2004. Đấy, để biết được rằng là Crown về cái tầm giá Crown nó ngang ngửa với Crown 2004 thì về phân khúc giá đối với Crown 1202 thì nó chả có cái gọi là cái đẳng cấp nào mà để so sánh với lại là Boss 1008 C6 nhà bác. Và con này thì chạy là điện là 230V, phiên bản Mỹ xuất Âu, mắc in USA. Đường tín hiệu vào là đường 35 6 ly kết hợp trong một cổng. Chạm lo thì các bác nhìn thấy là mới tinh luôn nha. Quá là đẹp, quá là mới nha bác nha. Công suất nó là 700W trên kênh 4 ohm và 1400W trên kênh ở chế độ wire là gồm kênh ở 8 ohm nhà bác nha. Ngưỡng điện là 220 đến 240. Đấy. Dây nguồn nó đây. Rồi, về thì cũng chưa có cách dây rút ra luôn nha bác nha. Đấy. Bên nghiên kia nó về nghiên bán như thế nào để như thế. Quay cho ca bác luôn. Hàng thì bao đẹp, bao chắc cho ca bác. Đây mặt trước đây cực đẹp luôn, mặt trước cực đẹp, không xước sắc, trời xước gì nha bác nha, quá đẹp luôn nha. Nắp lưng logo Boss 1008 series 6 thì con này đời hai công tắc, một công tắc nguồn chính, một công tắc nguồn phụ. Công tắc nguồn này ở giữa là cái cầu chì, giữa là cầu chì nha. Đây là hai volume chiếc áp, vô lâm chưa cắp bi hết nha, chưa cắp bi, hai dãy đèn tín hiệu. Rồi em đi vào cái nội thất phía bên trong để các bác cùng ngắm nhìn. Vâng, đây và đây là cái nội thất phía bên trong của sản phẩm của cái con bot chúng ta. Được tín hiệu cái phần công suất bao công suất nó thì nó cũng chạy là 28 sò, sò này là sò ép nha bác nha, sò ép 28 sò. Trường sò thang trường sò lớn 2 4 6 7 7 14, bên này 14 nữa 28 con dây bẹ còn mới tinh hết nha bác nha. Bác nhìn dây nó này một tranh tinh luôn, dây thì chúng trí hết như thế này, tủ lọc với lọc nguồn Mexico, tăng phô vuông nồi của hãng luôn, bốn tủ lọc Philips 22.000 mi, bộ tủ lọc Philips 22.000 mi, rất là đẹp nha bác, xanh bóng luôn, quá đẹp luôn. Đó, thì nói chung là dòng này thì em quay qua cho cá bác nhìn cái hàng đẹp hàng xấu nào thôi, chứ còn về chất lượng của nó thì nó đã được khẳng định rồi nên là em không giới thiệu nhiều về cái chất lượng nó. Đấy, quay qua cho bác để biết cái con này là nó đẹp đến mức độ nào để các bác có phải lăng tăng về độ đẹp của sản phẩm thì hàng bên em tiến cho tất cả bác để các bác yên tâm, quá đẹp đẳng cấp.
bao riêng xính chắc cho các bác luôn. Rồi thì hiện tại con này thì bên em đang có mức giá là 17.200.000, giá bên em đã bao ship toàn quốc cho các bác nhé, bao ship toàn quốc và tặng kèm theo một cặp dây ba lăng để cho các bác kết nối từ vang lên từ vang xuống đáy. Rồi các bác nào có nhu cầu thì sở hữu dòng bốt 1.8 series 6 thì liên hệ cho Hùng. Ngoài dòng bốt 1.8 series 6 thì bên em còn ngầm bốt 1.6 series 6, hàng thì cũng bao đẹp như hoa hậu luôn nha bác, như hoa hậu luôn. Và giá mua bốt 1.6 series 6 là 14.500, 14.500 nha. Thì mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho Hùng qua hai số điện thoại trong màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác những video sau.